Chiều ngày 7 tháng 6, Chi bộ Văn hóa Truyền thông thuộc Đảng ủy Thống nhất triển khai sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa theo kết luận số 21 KNTVK ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy Thống nhất. Thời gian qua, tập thể chi bộ, cơ quan trung tâm văn hóa truyền thông đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã thảo luận về tình hình công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tại chi bộ thời gian qua. Các ý kiến đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự phê bình và phê bình, đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế của cấp ủy chi bộ, vai trò trách nhiệm của đảng viên, một số vấn đề về tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, tinh thần vượt khó, cẩn mẫn, ham học hỏi với nghề nghiệp của đảng viên, v.v. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy Thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị sinh hoạt của chi bộ cũng như các ý kiến của các đảng viên trong chi bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị cấp ủy chi bộ cũng như mỗi đảng viên phải thực sự tự soi tự sửa một cách nghiêm túc, gắn với 27 biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa và xem đây là việc làm thường xuyên, qua đó góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Với chức năng nhiệm vụ là cơ quan làm công tác tuyên truyền, mỗi cán bộ đảng viên chi bộ phải tăng cường học tập, trau dồi kiến thức, làm tốt công tác định hướng, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào của địa phương tới các tầng lớp nhân dân, kiên định, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái trên không gian mạng.